Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong clip tiếp theo này, chúng tôi lại giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu nữa là mẫu hoành phi bằng gỗ hương. Hoành phi có kích thước là dài 1m97 nhân với 67. Đây là mẫu hoành phi đục tay. Mẫu hoành phi này là mẫu đặc sắc hơn các hoành phi bình thường là vì hoành phi này có lòng cuốn thư bên trong. Thì toàn bộ phần ván chúng tôi làm dày 3 phân, chưa kể phần chắc. Đây tôi quay sát máy quay lại cho quý vị xem này. Bên trong cuốn thư được chạm 4 chữ là Ẩm Hà Tư Nguyên. Được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là uống nước nhớ nguồn. Bên trên cuốn thư chúng tôi đục hai chú chim chỉ. Và sang hai bên thì chúng tôi đục long hóa. Có xen kẽ hoa hồng. Và phía dưới cuốn thư thì chúng tôi đục hổ phù. Và toàn bộ phần khuôn chúng tôi làm dày 6 phân. Có chặt gấm hoa chanh. Đây là mã sản phẩm là hoành phi lồng cuốn thư gỗ hương đỏ của Nam Phi. Thì quý vị nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi còn rất nhiều mẫu hoành phi đơn giản giới thiệu đến quý vị để quý vị tham khảo. Chúng tôi có rất nhiều mẫu hoành phi 3 chữ nho, 4 chữ nho hoặc có thể là 5, 6, đấy là tùy quý khách. Chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của quý khách yêu cầu. Tôi xin nhắc lại kích thước của chiếc hoành phi này là dài 1m97 và chiều rộng là 67. Toàn bộ là được đục tay. Một quý vị nào muốn đặt hàng thì liên hệ ngay với Đồ Gỗ Hiền Lanh 0986 883349 hoặc 0985 226684. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại tổng thể của chiếc hoành phi đây. Toàn bộ phần khuôn chúng tôi có chặt gấm hoa chanh. Và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.